Hôm nay lại giới thiệu với các bác mấy cái mẫu đồng hồ cổ mới về. Thì hôm nay gồm có cả những cái dòng Senco, Senco Nhật, Senco Phai Nhật và những cái dòng cổ của Thụy Sĩ. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về các cái dòng của Nhật. Nhật trước. Hôm nay gồm có những chiếc Senco, Senco hàng được sản xuất vào những năm thập niên 70. Còn rất đẹp. Những cái dòng này thì chúng ta gọi nó là dòng Senco, dòng trung tính, có nghĩa là nó sẽ đeo vừa cho tất cả các loại cổ tay. Thế và người Nhật thì người ta đặc biệt là người ta thích thích cái kiểu dáng này. Riêng cái kiểu dáng của những cái dòng này thì không bao giờ nó bị lỗi mốt. Đấy, nó không lỗi mốt luôn. Có nghĩa là nó ra đời thì rất lâu rồi nhưng cho đến giờ thì khi mà chúng ta đeo lên tay nó cũng còn rất là đẹp. Thanh niên, trung niên và thậm chí là có những chị em nào mà đam mê thì đeo cũng rất là đẹp. Đấy, cổ tay thì cứ từ 16, 18, 20, 22 đeo nó là rất là đẹp. Em đây 70 76 cân mà em đeo rất là chất. Thế là hôm vừa rồi thì có bác lại hỏi em là tại sao lại gọi nó là Senco Phai. Phai trong tiếng Anh có nghĩa là số 5. Đấy. Số 5 thì là một cái con số trung dung. Dạng như kiểu nếu mà theo kinh dịch nó đứng giữa trời đất. Nó là số 5. Thế và người Nhật thì trong cái văn hóa của người Nhật là người ta cực kỳ duy tâm và người ta rất là thích con số 5, nó tượng trưng cho những cái sự may mắn, thành đạt, mà trong kinh dịch thì nó có ý nghĩa là số 5 là cái số đứng giữa trời đất. Đấy, nó như thế, trên thì có trời, dưới có đất. Đấy, ta là ở giữa. Đấy là cái ý nghĩa của nó, là nó lại đặt là những cái dòng này là đều là những cái dòng sản xuất ở Nhật Bản. Cái dòng về sau thì khi mà cái hòa nhập cái kinh tế giao lưu, tức là có nghĩa là các nước có cái nền sản xuất giá rẻ, ví dụ như Thái Lan, Hàn Quốc, Indo, Malaysia, thì về sau này thì các hãng Nhật nó mới đưa nhà máy sang các nước đó để nó sản xuất. Thế còn thì cái dòng này ấy là cái dòng nó sản xuất ở Nhật Bản. Đấy, và nó tiêu dùng, nó xuất đi châu Âu và nó tiêu dùng trong nội địa của nước của Nhật Bản. Thế cho nên là cái chất lượng máy của nó rất là tốt. Đấy. Những chiếc này thì cái thời sau giải phóng, sau chiến tranh thì những cái bác mà đi công tác ở các cái nước tư bản hoặc là các cái nước phát triển về là bác nào cũng có một chiếc này. Hồi đấy là có một chiếc đeo trên tay đã là đại gia lắm rồi. Thế bây giờ thì cũng từ cái niềm đam mê về đồng hồ em sưu tập được lại để phục vụ cho cái thú chơi đam mê của em, và em phục vụ cho những bác nào mà có duyên hợp với nó để mình sưu tập, mình chơi lại cái kỷ vật một thời. Thế là em sưu tập rất là kỳ công và em bảo dưỡng, lau dầu rồi đánh bóng qua để cho nó trả lại cái vẻ đẹp của nó.
Đấy, khi mà mình chơi mình để trong bộ sưu tập nó cũng đẹp, mà mình đeo lên tay mình đi nó cũng vẫn còn đẹp. Đấy, nó rất đẹp luôn. Chiếc này là siêu hiếm này, chiếc này mặt tivi nha các bác nhé, chiếc này có duy nhất có một chiếc thôi, nó gọi là chiếc này là chiếc mặt tivi. Đây cũng là hai chiếc mặt tròn mai rùa, cũng là Sencofi mai rùa mặt tròn, vỏ bằng thép đúc nguyên khối. Đấy, rất đẹp. Mặt tròn này cũng có hai chiếc, mặt tivi kia thì có duy nhất một chiếc độc lạ, bác nào có duyên may mắn thì sở hữu được. Đấy, hai chiếc mai rùa mặt tròn này thì một chiếc mặt đen một chiếc mặt trắng. Ở đây là nó lại còn có một chiếc chém góc này. Đều là hàng chuẩn xưa sản xuất Nhật Bản nha các bác nhé. Đây là hai chiếc mặt trắng. Nói chung dòng hàng này thì nó dễ chơi và máy nó bền bỉ. Giá thì giá thành thì rẻ, giá rẻ. Đấy, trước đây có một đoàn làm phim, người ta đóng một cái bộ phim về cái bối cảnh xã hội Việt Nam mình cái thời mới giải phóng xong. Người ta cũng phải thuê những cái món như thế này của em để người ta làm đạo cụ cho các diễn viên, người ta đeo để cho nó hợp với cái bối cảnh. Đấy. Sơn Lược đây là về cái dòng của hàng Nhật. Thì các bác thích chiếc nào thì các bác cứ dừng cái màn hình mình đang xem lại và chụp hình rồi đánh dấu, gửi vào Zalo 0911 000 689 cho em để em báo giá. Thế còn đây mấy chiếc ở trong hộp này, để trong hộp này thì nó cũng là dòng siêu cổ của Thụy Sĩ. Đấy, dòng này gọi là dòng siêu cổ luôn bởi vì là nó lâu đời quá rồi. Ra đời từ những năm 1920 nhé các bác nhé. Rất là lâu của Thụy Sĩ. Chiếc này nó là đáy nó đúc liền. Đấy. Size này thì nó là size nhỏ, size 34 thôi. Nhưng mà Tây người ta đeo thì chắc chắn rằng Việt Nam mình thì con dáng người của người Việt Nam mình đeo thì cũng vẫn đẹp bởi vì người mình nó nhỏ người. Đấy, đây là một chiếc Thụy Sĩ này, đây một chiếc nữa. Dòng dòng Belai, dòng Belai và của Thụy Sĩ. Chiếc này thì mặt kính nó hơi bị cấn tí nhưng mà kính nguyên zin, nguyên bản luôn, kính Mica. Dòng đồng hồ cổ là nó là có kính Mica các bác nhé. Chiếc này thì nó đáy mở, chiếc kia đáy liền. Thế cũng chỉ có hai chiếc thôi. Rất là có giá trị sưu tầm. Đeo những chiếc như thế này mà đi offline ở các hội đồng hồ cổ thì nhìn cái là biết là các bác là những người chơi đẳng cấp như thế nào. Bởi vì nói thật ra cái giá trị cơ khí của nó thì nó không là đáng bao nhiêu nhưng cái giá trị lịch sử của nó là nó rất là có giá trị. Mà hơn nữa là nó thuộc cái dòng hàng hiếm, hàng nó không có, gần như đến giờ nó không có cái thứ hai nữa đâu. Có khi ai mua được thì chỉ mình có nhưng không có cái thứ hai. Nhưng mà đây là một chiếc radio, radio Thụy Sĩ nha các bác nhé. Radio mặt cũng là mặt tám cạnh, mặt bát quái này này, nịch cười nhé. Đấy. Chiếc này cũng còn rất là đẹp. Mặt kính của nó mặt kính sapphire nguyên khối chứ không phải mặt kính tráng sapphire. Sapphire nguyên khối luôn. Mặt cũng đính 2, 4, 6, 8, 10, 10 hạt xoàn. Đây mặt này cũng đính 10 viên kim cương nhân tạo. Máy vàng đẹp. Cái này thì có một cái hay của nó là nó làm rất mỏng. Đây này, nó siêu mỏng luôn. Máy cơ automatic.
kết hợp có tay nhưng mà rất là mỏng, đeo rất là chất. Đây là chiếc Zaro Thụy Sĩ, mặt mũi kim nguyên zin nguyên bản luôn, có một chút màu thời gian, nó hơi bạc ở các cái cạnh một tí, nhưng mà đeo đồng hồ cổ nó phải như như thế. Đeo đồng hồ cổ bây giờ lại mới tinh như là mấy cái ông cẩm đào ấy, còn ra cái gì. Nhưng mà đây là chiếc Westham vỏ bọc vàng. Westham này cũng là 1925, đời siêu cổ. Ngấp nghé 100 năm, hơn một trên dưới 100 năm. Thế mà nó là máy automatic vỏ bọc vàng. Cũng có những cái vết mờ ở cạnh đây rồi, nhưng mà đeo đồng hồ cổ thì em nhắc lại là vẫn nó phải như thế nó mới là đồng hồ cổ. Con này nó ra đời cùng với cái thời đồng hồ của Bảo Đại đấy, đồng hồ vừa rồi bán hơn 100 tỷ ấy. Nhưng mà con kia của ông kia là con Rolex vàng đúc, còn con này nó là vàng bọc giá rẻ thôi. Đây là chiếc Bulova nguyên mặt luôn nhá. Đấy, bác nào thích nó là nó có hiện trạng như thế này thôi, chứ không không mới hơn được, không nó đẹp như thế này, mặt nguyên bản của nó có vết thời gian như thế này, mặt vỏ. Hay thì chơi đồng hồ cổ này là anh em chúng ta là tìm lại cái giá trị lịch sử và văn hóa của mỗi một chiếc đồng hồ mà nó chuyên chở. Thì có những chiếc của các doanh nhân thế giới người ta đã từng đeo, mình vô tình mình sở hữu được. Có những chiếc thì nó đại diện cho những cái sản phẩm đầu tay đầu tiên của một cái hãng lừng danh nào đấy mà mình sưu tập nó đấy. Mình cũng lại vô tình mình sưu tập được. Đây là lô của Nhật nha các bác nhé. Lô của Nhật này chắc là các bác dễ chơi và cũng là hàng độc lạ, khó hiếm có khó tìm đấy. Nhiều khi bây giờ cũng bảo là cứ có tiền cũng chưa chắc đã mua được đâu, nó có đâu mà mua nữa. Sưu tầm mấy cái ông gọi là đồng hồ hãng mới bây giờ thì nhộn nhoạm như thế này, bây giờ thì không biết thật giả thực hư nó như thế nào. Cho nên là lại tìm lại những cái giá trị xưa. Tất cả những cái này, cái thời bom đạn đùng đùng ở đất nước ta là nó là những cái nhân chứng, nó chứng kiến đấy. Nó tĩnh lặng, nó chứng kiến những cái biến đổi lịch sử của thời đại của con người. Nhưng mà để được giữ được cái vẻ, trả lại được cái vẻ đẹp cho nó như thế này thì là một cái sự rất là cố gắng của em. Thế nên là các bác cũng động viên giao lưu thì cứ nhắn tin vào Zalo. Đấy, cái số của em đề ở trên tiêu đề. Nhắn tin vào đấy cho em thì em sẽ trả lời tất cả các cái thắc mắc rồi các cái tư vấn cho các bác. Những cái gì mà em biết. Chơi đồng hồ này thì em thích nhất là đêm em đeo vào tay, hôm nay em ghé vào tai, nghe cái mặt kính nó vào tai này để dưới nghe nó tích tắc. Bác nào mà hay bị mất ngủ nghe một lúc là buồn ngủ ngay, nó cứ tích tắc nó đều 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 đều. Tiếng máy của nó mà nó còn tốt thì nó nghe nó xoang xoảng, cái tiếng cò động cơ nó gạt cái bánh kim nó kêu xoang xoảng. Đấy, số di động của em là số Zalo là 0 này, 9 này, 1 này, 1 này, 3 con 0, 3 con 0. Chín đấy, cái số này là các bác tìm vào Zalo và cái phần kết bạn này các bác tìm cái số này nó hiện lên cái tên nick của em luôn, Quang Benny đồng hồ cổ, đấy là cái tên nick Zalo của em. Đấy, đây là
Đây em lại sưu tầm được cái ấn này, giới thiệu ngoài lề với các bác một tí. Ấn rồng. Em để em chơi. Thế nhá, chào các bác nhá. Các bác thích chiếc nào thì chụp màn hình, đánh dấu nó, gửi vào Zalo cho em. Em nhận cọc 300 ngàn ship hàng toàn quốc. Đấy, còn thì giá cả thì vẫn là cái tiêu chí là tôn trọng những người buôn bán khác, những nhà sưu tập khác, người ta cũng giao lưu buôn bán nên em giữ kín cái giá, em chỉ báo giá trong Zalo. Thì các bác muốn lấy giá là cứ nhắn vào Zalo cho em. Bây giờ đưa giá công khai ra đây thì có thể là em bán đắt bán rẻ thì người khác người ta lại khó. Thế cho nên các bác thông cảm cho em. Rồi, xin chào các bác.